hợp lý em ơi. Rồi biết nhảy hai lốc không? Biết. Đây đây, để mình nhảy hai block cho các bạn coi nha các bạn. Đây. Kiên ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Yeah. Và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình, Tầm Lịch Khoan đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video mini world của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một video mắc cua nữa của mình nha các bạn ơi. Trời, khá là lâu rồi mình không chơi. Ây. Đã chơi ngu mắc cua rồi còn mình vô quay video ở đây để tao chỉ mắc cua cho. Ủa sao anh ở đây vậy? Hả? Ủa sao anh ở đây vậy? Cái chuyện này có cần thiết để biết không? Ủa em nhớ anh ở Vũng Tàu mà sao anh tới nhà em lẹ vậy? Ủa mà hôm nay tự nhiên anh tới đây làm gì? Em đang chuẩn bị quay clip. Ấy giờ cho quay chung không? Giờ quay chung. Cho quay chung bú phim á. Mà bắt cua không cho quay chung tao đi vậy. Thôi quay chung đi. Nhưng mà khoan, tính ra là chơi bắt cua thì em chơi cũng đâu có giỏi đâu, mà hôm nay gặp thánh bắt cua của Hero Team, hay là anh vô anh chiến dẫn em chơi luôn đi. Tao vô mày chơi. Ồ vậy hả? Vô. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vị khách mời cực kỳ là đặc biệt, đó chính là Zero Pixel. Đấy, nhìn kể là khi quay video với mình là thanh niên này cũng gọi là đeo khẩu trang nữa. Hôm nay thì mình với lại là Siro sẽ cùng nhau gọi là vô chơi con mắt bắt cô. Và sau đó Siro sẽ hướng dẫn mình chơi con mắt bắt cô để gọi là mình có thể từ noob lên trở thành pro nha mọi người. Và nếu mà các bạn yêu thích video này của mình thì đừng quên để lại cho channel của mình nút like, share và subscribe. Các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất của mình nha. Và như thường lại là trong video của mình luôn có một con số bí ẩn. Nếu mà bạn nào đã xem hết video này thì các bạn đừng quên gọi là đi tìm con số bí ẩn đó, mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn luôn nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video thôi. Let's go. Yo. Alo. Ok các bạn ơi, trời ơi, giờ vô map rồi bắt cua. Giờ các bạn có thể thấy là mình với Rô đang rất là giống nhau, phải không? Giống nhau bởi vì là đeo cái khẩu trang. Kìa. Mặt vô thường các bạn. mình thấy ai đeo khẩu trang cũng là bắt cua ghê lắm bạn. Cho nên là mình nghĩ là cái khẩu trang đó chính là bí quyết để giúp Rô có thể đẹp trai hơn, để có thể gọi là giúp Rô bắt cua giỏi hơn. Cho nên là bây giờ mình đã sắm ra cái khẩu trang màu trắng rồi đó. Đó, bây giờ mình sẽ bắt trước Rô là trước tiên vô map chúng ta sẽ đọc là UID á. Đúng rồi, tôn trọng các bạn. Đúng rồi. Đây. Con ông này đi ra. Ok, chủ map cái gì gợi UID của bạn này là 4666679, tên map là bắt cua 30 level. Đây là con map thứ tư của mình, mong mọi người ủng hộ. Nếu mà có sai sót gì mọi người nhớ để bình luận để cho mình sửa nha. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi là thử gọi là so tài. Không phải so tài nữa, mà mình sẽ gọi là bắt cua cho Rô xem, để xem Rô biết được cái trình của mình nó đỉnh tới cỡ nào luôn đó. Trời, cái map nó dễ gì đâu Rô, thấy nó dễ không? Dễ, em không biết cái con nhảy được không? Dễ. Đó. Ôi thôi bây giờ hay bắt đầu. Kiên. Nó nhảy không? Biết. Nó nhảy bóng lâu không? Biết luôn. Các bạn biết là cái khả năng mà kỹ năng khó nhất ở trong tất cả các skill là nhảy bóng lóc các bạn. Để coi cái con nhảy như nào. Chỉ là em canh chưa có chuẩn thôi. Cái đó không biết lưu để hồi sinh luôn các bạn ơi. Cái nè. Cái này là lên như này đúng không? Đó. Ở đây nè. Em phải chạy ra sát mép như này nè. Đó. Rồi em nhảy nó mới qua được. Bên kia phải bấm từ một lần. Như này. Được. Kiên. Này em biết nhảy mà. Thử lòng thôi. Nhảy lại nha. Được không? Thiệt. Chào. Định thử lòng vô chứ thôi. Giờ dám ba biết hết. Trời ơi. Đây mới vô map á, thì mình thấy là trong map nó toàn là những cái skill dễ thôi các bạn ơi. Thì chúng ta đang chờ đón ra là coi trong map này nó có những cái skill gì khó không, để mình với Rô gọi là còn gọi là học tập hướng dẫn nhau thi luyện cấp 3 gì. Luyện thi cấp 3. Không, ý mình là ôn thi tập bắt cua các bạn đó. Sao cái map này nó dễ quá ta? Map dễ thì ở bình thường mấy xem đầu nó cứ lừa vậy thôi em. Ờ chứ map này em chơi rồi mấy cú sau nó cũng dễ chang vậy.
Đây là lần đầu tiên á là mình đã mời Ro vô video của mình đó các bạn à. Nếu mà bạn nào mà gọi là yêu thích mình, gọi là quay những cái video này cùng với những thành viên Hero Team hoặc là cùng với Ro, thì các bạn hãy để lại bên dưới cho mình biết nha. Đó, để mình gọi là kêu Ro lên đây hoài luôn. Okay. Nó định bắt cóc mình các bạn. Thật ra là hôm nay mình lên mình thăm người yêu mình á. Mình thăm từ ngày hôm qua rồi. Lúc người yêu mình về xong nó bắt mình ở lại nhà luôn các bạn. Mình bắt Ro ở lại nhà mình để mình bú 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 bú. Bú phèn đọc nhanh tí, cái này hiểu nhầm ba. Bú cái khác chết. Okay. Lỗi. Lỗi kỹ thuật các bạn, lỗi kỹ thuật. Ok. Hợp lý em ơi. Rồi biết nhảy hai đâu không? Biết. Nhìn nè, anh nhìn nha. Anh nhìn cho kỹ vô nha. Đây để mình nhảy hai block cho các bạn coi nha các bạn. Đây. Cái. Ủa rồi. Kiên à. Vậy là. Cay à? Người không ai làm thế em. Kỳ gớm. Bỏ đi làm người em. Bỏ. Cái gì mình không biết mình hỏi không? Sao mình lại phải làm như vậy? Đúng không? Kỳ gớm. Ai anh chị nè. Nè. Chứ tự không đứng sáng nè, lúc em mới tập đứng sáng rồi nè. Dứt răng tí thôi, giữ xíu nha. Nhảy lên nè, tiếng xong nhảy tới. Đó. Nè, nhảy lên tiếng xong nhảy tới. Đó. Lùi một tí nha, lùi một tí nè. Nhảy lên giữ tiếng xong tới. Đó. Rồi. Rồi, lùi xíu. Ship. Giữ ship. Rồi. Nhảy lên tiếng xong tới. Cái gì? Nhảy lên. Tiếng xong tới. Lùi một xíu. Rồi, ship. Ship. Nhảy lên. Tiếng xong nhảy. Cách đi. Giữ tiếng xong nhảy. Ship. Giữ cách đúng không? Cách giữ tiếng xong nhảy. Cách. Nè, coi cái tay em nè. Coi tay nè, giữ ship này nha. Nè. Đó, nè, giữ lại nè. Nhỉnh tay nè, nè. Dễ luôn. Vậy thì em sẽ ơi không làm gì nữa, em sẽ đứng từ đây nha. Nè, giữ gần tròn nè. À phải, nhấp gần tròn. Nhấp gần tròn. Nè, chạy tới, nhảy lên. Đó. À, đầu tiên nè. Chạy nhóc gần cho xong tới nhảy lên. Ok. Đấy. Nhớ nha, chạy tới ngay cái chỗ giữa này nhảy. Sau nhảy thêm một lần nữa, gần chậm tường nhảy thêm lần nữa. Rồi thử ra. Kinh. Rồi, tiếp. Cái đi. Cái đó bấm nhảy là gần tròn hay là bấm 2 phím W? Hả? Em bấm nhảy là bấm gần tròn hay 2 phím W? Tức là em bấm 2 lần phím tới để chạy hay là em bấm gần tròn để chạy? À em bấm control, em bấm control. À bấm control nó chạy hả? Như là lỗi tí. Ok. Khó quá, cứng quá. Nếu em chạy em đi bộ, em đi bộ tới, nếu như mà đi bộ thì đi tới tầm ô này. Đó, nè đi bộ nè. Đó. Đâu? Dễ à? Dễ mà. Cái này dẹt rồi, tại em chưa quen thôi. Giữ phím nhảy, nếu như mà em nhảy lên mà em cảm thấy không yên tâm á, bấm nhảy cái xong giữ. Bấm nhảy cái xong thả ra, bấm lại là giữ. Ồ, kinh. Rồi tiếp. Đơ, kinh. Bắt đầu thông não rồi, Đơ. Kinh. Cái. Bên này khó nè. Bên này em nhảy được cái tài. Ủa, cái này là hai tầng. Á đù. Biết nhảy không? Cái này dễ vậy ta. Nè. Em nhìn tay nè, giữ xíu nè. Luôn luôn là giữ xíu nha. Xong rồi em sẽ đi ra giữa nè. Nhìn tay nè. Hai tay nè. Ok. Dễ không? Nhìn thì dễ, nó làm mới khó. Ok, rồi đi ra giữa nè đúng không? Đúng rồi. Có giữ kinh tròn không ta? Không, giữ kinh tròn, giữ xíu đúng không? Em bấm phím cách. Tức là nó sẽ xen kẽ như này nè. Nó xen kẽ như này nè. Em nhìn nha. Cách xong A, xong cách xong D, xong cách xong A, xong cách xong D. Ok. Đấy. Rồi giữ. Cái lúc mà em cắt đó là em nhớ giữ nha. Nè, đây nè. Nè. Sao cái này lủng vậy? Giờ cái này nè. Cái nào? Cái này nè. Cái này.
xong giữa cách nè, thấy không? Nè, cách A xong giữa cách nè. Cách A xong giữa cách. Là D cũng vậy, cách A xong giữa cách xong D là giữa cách. Ok. À, em ở cái mảnh trống ở giữa em chỉ bỏ ra tầm khoảng 0.1 đến 1 giây thôi. Cái này cũng nhanh quá vậy. Cái này cầm được mới khó. Đó, cùng một cái nè. Ôi ôi. Em hãy chuyển cái lúc mà em bấm A nó chưa chạm tường, em bấm D liền. Em tập trung nha, tập trung. Đồng đi thêm cái bông vô. Nhanh hơn một xíu nữa. Có cần không xíu luôn nè. Có giữ xíu, em phải giữ xíu ạ. Nhanh thêm một xíu nữa. A few moments later. Nè, khó à. Trời ơi, ông nội. Bấm chuyển thêm nhanh tí. Rồi. 1, 2, 3, 4. Ui. 1, 2, 3, 4, 5. Ủa, cây ơi. Sắp được rồi, cây ơi. 4. Khó quá anh này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Cùng. Hồi nãy giờ xong nửa tiếng tập luyện mình cũng đã bắt tường được ngay. Ăn hơn không? Không biết nữa. Nói chung là Kai vẫn còn bị vướng một cái lỗi là rối tay các bạn. Tại vì Kai chưa có quen cái này. Đó, nên là sắp tới mình ở đây nhiều các bạn chờ đi hay đầu tiên sẽ có một bờ rồ bắt cua mới các bạn. Ê, cái này hơn ca mùi đúng không? Hơn ca mùi rồi, ca mùi thì đúng 3 lần à. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay cuối cùng thì sau sự hướng dẫn của Mr. Sigo, một bước yêu dạng nhanh đau thì mình đã có thể gọi là... Ê, tao ghét ai nhắc tới tên ca mà cũng một ước yêu dạng nhanh đau nha ba. Sau gọi là quá trình gọi là tập luyện gian khổ cùng bờ rồ Sigo thì ngày hôm nay mình cuối cùng cũng đã bám tường được rồi. Mình không biết có đó phải gọi là may mắn hay không nữa nhưng mà... Trời ơi, cảm động gì đâu anh ơi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và nếu mà các bạn yêu thích video này và cũng như là yêu thích gọi là mình quay chung nhiều với lại Siro thì các bạn đừng quên để lại bình luận dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye. Hello, bye bye. Bye.